Ngày 2 tháng 7, đại diện phòng cảnh sát giao thông BC08 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã lập biên bản xử lý tài xế xe buýt 2 tầng vượt đèn đỏ tại giao lộ Trần Hưng Đạo Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, ngày 29 tháng 6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe buýt 2 tầng ngang nhiên vượt đèn đỏ tại giao lộ Trần Hưng Đạo Hàm Nghi. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành thuộc phòng BC08 đã nhanh chóng xác minh vụ việc. Qua xác minh, tài xế vi phạm là H, 36 tuổi, ngụ huyện nhà Bè, Đội cảnh sát giao thông Bến Thành đã mời ông Hắc lên làm việc. Ông Hắc đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Hắc về hành vi điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Đồng thời tước giấy phép lái xe đối với ông Hắc từ 1 đến 3 tháng.